Nhóm thầy cô tiểu học thật hay rất vui được đồng hành cùng quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học môn Tự nhiên và Xã hội 3. Bài học hôm nay thuộc chủ điểm Con người và sức khỏe. Đó là bài 2 Nên thở như thế nào. Nội dung bài học là hiểu được cần thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng. Hít thở không khí trong lành sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh. Nếu hít thở không khí có nhiều khói bụi sẽ hại cho sức khỏe. Để giờ học đạt được hiệu quả cao, cô mời các em cùng chuẩn bị sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 3, vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3, bút, thước kẻ. Bên cạnh đó, trong giờ học này, các em cần chuẩn bị thêm khăn sạch và mềm, một chiếc gương nhỏ để soi. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu học nhé! Sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội 3, cô mời các em mở ra trang số 6 và trang số 7. Đây là hai trang sách có nội dung bài học bài 2 Nên thở như thế nào. Các em đã nhìn thấy chưa nào? Bây giờ chúng ta thực hành hoạt động 1. Cô mời các em quan sát vào trang số 6. Nhìn vào biểu tượng. Đây là ký hiệu mang ý nghĩa liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi đó các em. Các em hãy đọc hai câu hỏi. 1. Dùng khăn sạch và mềm lau hai lỗ mũi. Bạn nhìn thấy gì trên khăn? 2. Tại sao ta nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng? Để trả lời được hai câu hỏi này, cô mời các em quan sát vào hình 1 và hình 2. Nói cho cô biết bạn trong hình đang làm gì? Quan sát vào hình 1, em thấy bạn trong hình 1 đang dùng khăn sạch mềm để lau hai lỗ mũi. Bạn trong hình 2 đang dùng chiếc gương nhỏ để soi quan sát vào bên trong hai lỗ mũi. Bây giờ các em hãy tạm ngừng video và thực hiện hai hoạt động giống như hai bạn trong hình 1 và trong hình 2 để trả lời các câu hỏi sau. Dùng khăn sạch và mềm lau hai lỗ mũi, bạn nhìn thấy gì trên khăn? Và dùng gương nhỏ soi hai lỗ mũi, em nhìn thấy gì bên trong lỗ mũi? Và câu hỏi cuối cùng, tại sao ta nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng? Các em đã rõ yêu cầu chưa? Cô mời các em bắt đầu thực hiện. Các em đã tự liên hệ thực tế được rồi. Và bây giờ hãy cùng cô nêu câu trả lời nhé. Thực hiện hoạt động thực tế như hình 1. Ta có được câu trả lời đó là hàng ngày dùng khăn sạch và mềm lau hai lỗ mũi. Em thấy trên khăn có vài mảng bám và chất nhầy. Cô khen ngợi những bạn đã thực hiện và quan sát được giống như vậy nhé. Khi thực hiện hoạt động giống như hình 2, lấy gương ra soi để quan sát phía trong lỗ mũi của mình. Em thấy trong lỗ mũi có nhiều lông. Vậy là các em đã liên hệ được thực tế rồi và trả lời được câu hỏi rồi. Bây giờ các em hãy trả lời câu hỏi kế tiếp. Tại sao ta nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng? Để trả lời được câu hỏi này, các em kết hợp đọc nội dung bạn cần biết có trong sách giáo khoa. Cùng đọc. Trong mũi có lông mũi, giúp cản bớt bụi, làm không khí khi vào phổi sạch hơn. Các mạch máu nhỏ li ti giúp sưởi ấm không khí vào phổi. Các chất nhầy giúp cản bụi, diệt vi khuẩn và làm ẩm không khí vào phổi. Đây chính là những lý do tại sao ta nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng đó các em. Vậy là qua hoạt động 1, các em biết được thở bằng mũi là hợp vệ sinh, có lợi cho sức khỏe. Vậy chúng ta nên thở bằng mũi. Các em đã biết được nên thở bằng mũi để có lợi cho sức khỏe. Ngoài việc nên thở bằng mũi, chúng ta còn nên thở như thế nào nữa? Hãy cùng cô chuyển sang hoạt động tiếp theo, hoạt động 2. Cô mời các em quan sát vào trang số 7, sách giáo khoa. Các em nhìn thấy ký hiệu. Ý nghĩa của ký hiệu này là liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi. Các em hãy đọc các câu hỏi có trong sách giáo khoa trang số 7. Bạn cảm thấy thế nào khi được thở không khí trong lành và khi phải thở không khí có nhiều khói, bụi? Thở không khí trong lành có lợi gì? Các em hãy quan sát vào hình số 3, số 4 và số 5 trong sách giáo khoa. Các em hãy nói cho cô biết trong 3 bức hình, hình nào thể hiện bầu không khí trong lành, hình nào thể hiện bầu không khí có nhiều khói, bụi. Và khi quan sát hình ảnh, các em liên hệ để trả lời các câu hỏi. Các em hãy tạm ngừng video và thực hiện yêu cầu này nhé. Cô mời các em. Các em đã liên hệ thực tế và trả lời được câu hỏi rồi có phải không? Cô có lời khen ngợi các em nhé. Hãy cùng cô kiểm tra kết quả của mình nào. Đây là hình số 3. Hình số 3 thể hiện bầu không khí như thế nào các em? Hình số 3 thể hiện bầu không khí trong lành. Vậy, không khí trong lành là không khí như thế nào các em? Và khi thở không khí trong lành thì các em cảm thấy như thế nào? Đó chính là 2 câu hỏi mà các em cần trả lời được. Bạn cảm thấy thế nào khi được thở không khí trong lành? Thở không khí trong lành có lợi gì? Không khí trong lành là không khí chứa nhiều khí oxy, ít khí carbonic và khói bụi. Khí oxy cần cho hoạt động sống của cơ thể. Nên khi được thở không khí trong lành, cảm giác rất dễ chịu, giúp ta khỏe mạnh. Vậy, hình 4, hình 5 thì thể hiện bầu không khí như thế nào? Hình 4, hình 5 thể hiện bầu không khí có chứa nhiều khói, bụi. Vậy, không khí có chứa nhiều khói bụi là không khí như thế nào? Và khi hít phải không khí có nhiều khói bụi, cơ thể sẽ có hại như thế nào? Đó chính là 2 câu hỏi mà các em cần trả lời. Bạn cảm thấy thế nào khi phải thở không khí có nhiều khói, bụi? Thở không khí có nhiều khói, bụi có hại gì? Không khí có chứa nhiều khí carbonic, khói, bụi là không khí bị ô nhiễm. Vì vậy, thở không khí bị ô nhiễm sẽ có hại cho sức khỏe. Cô khen ngợi những bạn đã có được câu trả lời đúng như thế này nhé. Cô khen ngợi các em. Bây giờ, các em hãy nói Khi hít vào thì cơ thể ta nhận được khí gì? Lúc thở ra, cơ thể ta thải ra khí gì? Nếu thở không khí trong lành thì cơ thể có lợi gì? Còn nếu như thở không khí bị ô nhiễm thì cơ thể sẽ bị có hại như thế nào? Đó cũng chính là nội dung bạn cần biết. Các em hãy cùng đọc với cô. Khi hít vào, khí oxy có trong không khí sẽ thấm vào máu, ở phổi để đi nuôi cơ thể. Lúc thở ra, khí carbonic có trong máu sẽ được thải ra ngoài qua phổi. Nếu trong không khí có nhiều khí carbonic và khí độc khác thì không khí bị ô nhiễm, có hại cho sức khỏe. Đó chính là nội dung bạn cần biết thứ hai trong bài này đó các em. Vậy là qua nội dung bài học, các em đã biết nên thở như thế nào chưa? Qua nội dung bài học, chúng ta biết nên thở bằng mũi. Thở bằng mũi là hợp vệ sinh, có lợi cho sức khỏe. Vậy nên chúng ta nên thở bằng mũi. Các em rõ chưa nào? Và nên thở không khí trong lành, giúp cơ thể ta khỏe mạnh. Qua bài học này, các em đã biết được không khí trong lành có lợi cho sức khỏe và thở bằng mũi là hợp vệ sinh. Cho nên các em hãy dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp xung quanh nhà để bầu không khí xung quanh chúng ta, nơi chúng ta ở, sạch sẽ và trong lành. Đặc biệt, trong thời điểm hiện tại, dịch Covid đang diễn biến rất là phức tạp và lây lan nhanh rộng. Các em cần tuân thủ tốt nguyên tắc 5K để bảo vệ sức khỏe và phòng bệnh nữa nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt. Các em hãy nhớ đăng ký, like và chia sẻ kênh Tiểu học Thật Hay để sớm nhận được những bài học mới bổ ích.